Hello. À có cả nhà vô trách Út nè. À, toàn là Út chào mấy mẹ không mà không có chào mấy cha. Út là mấy cha mấy mẹ. Hello, chào mấy cha mấy mẹ nha. Út nè. Trời ơi. Anh em cẩn thận nha. Anh em cẩn thận củi lửa thằng heo kèo nó gài nha. Cái thằng này nó đếm thúi lắm, nó đếm từ trên mộ về đây nha. Nói yên ve chơi hợp lắm. Bởi đếm với đếm chơi nhau. Đó. À, hai đứa mà lương lẹo chơi nhau, hai đứa mà chuyên gia gài bẫy ta chơi nhau. Thằng heo kèo này á, nhìn cái mặt nó là biết rồi, nhìn cái mặt nó là biết rồi. Ba hồi nó nói nó ở quận 8, ba hồi nó nói nó ở Bình Dương. À, là Út dành lắm, Út dành thằng này lắm chứ không phải bình thường. Nó rất là điếm thúi, nó đánh bản quyền cái bà bầu nó ăn 40 triệu của con người ta, con người ta khóc lên khóc xuống luôn. Vậy bà vẫn cố tình ăn. Cho em mốt ba con nó đẻ ra không có cái chỗ mà đi đi, đi ể đó, cho nó biết thân biết phận đó, cho nó hết ở ác người khác rồi nó mụn mới mắt nhai. Vô câu chuyện nha. À thì hôm qua nay à, ai cũng không tin là nhất là bọn Cần Cền, bọn Tam Sơn với bọn mà tàn quân Nha Trang đó, là nó không có tin là Ni về. Tại biết sao Ni về là tụi nó thấy bà nội nó nên không có dám tin, mặc dù nó biết là sự thật nhưng mà nó vẫn dối lòng nó không có tin. Tại Ni về nó thấy bà nội mẹ nó đó. À, trước khi nói về vấn đề nhà báo thông minh thì Út nói thám tử một cái, nó đưa một cái clip cái hình mà ai mà bên kênh TikTok á ghét Ni là chào mừng lễ 2 tháng 9. Cái đó lên nó buộc tội Ni á, là dám dám để hình Ni thay thế hình Bác Hồ. Nó nghe nè, cái từ 2 tháng 9 là mọi người dân Việt Nam mình, à mọi người dân Việt Nam mình đều có quyền ăn mừng 2 tháng 9. À còn mình nếu mình cảm thấy mà cái người mà làm TikTok này nè, làm cái ảnh Ni á mà có vấn đề mình đi kiện đi, mà người này làm chứ đâu phải Ni làm, cái người này tự làm lấy hình Ni làm chứ đâu phải Ni làm ra mày buộc tội Ni. Ủa mày bị khùng hả? À, lái máy bay bà già bị hôi đất với khùng hả? 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 Sợ người ta kiện, sợ ở tù giết khùng hả? Uống ba mặt ong giả giết điên hả? Cái người khác lấy hình Ni ghét với hình 2 tháng 9, thí dụ mà có vi phạm đi thì người đó vi phạm chứ mắc mớ thì tới Ni mà nói Ni, Ni là hình Ni tràn lan trên mạng xã hội, ai muốn lấy làm thì làm. À, liên quan tới Ni, chẳng lẽ hình Út bây giờ ai lấy ghét này lấy ghét kia lẽ tôi bị bắt đúng không cả nhà? Rồi thằng điên, thằng điên mày lái máy bay bà già với hát nôi hả? Hát nôi với bị điên hả? Hửi hôi nát chịu nổi với khùng hả? Hả? Đi kiện đi. Tại sao cái vụ mà bông hậu le le chế là quốc ca và xem thường 4 chữ vàng tổ quốc ghi công mà không nghe thám tử lên nó bàn tán, nó nín còn hơn là bị táo bón thời kỳ cuối bị chỉ bệnh chỉ đó, nó đã đem ve luôn, nó không bàn tới luôn. Mà cái chuyện người khác đem hình của Ni ghét với ngày 2 tháng 9 mà nó gài Ni vào cái tội là ngang hàng Bác Hồ, mày đi kiện đi, mày đi kiện đi, biến thái bệnh hoạn hết trò hả? Hết trò để mà hại Ni hả? Cứ nói rồi cái phước của mày mỏng lắm, cái phước thám tử mỏng lắm, nhìn cái mặt là biết phước mỏng rồi. Bằng ông mà cái mặt tái mét, cái môi thâm trầm, cái mặt tái mét nhợt nhạt là biết phước mỏng rồi, là biết nghiệp sắp tới rồi mà vẫn còn chu chát mắc cỡ với fan mình không, mắc cỡ với khán giả mình không? Nên 5 lần 7 lượt nó dốc với láo dẫn dắt khán giả như một đàn bò đi vòng vòng ăn cỏ thảo nguyên đúng không? Giờ vẫn còn sắp ở tù tới nơi mà vẫn còn lên cà nhoi muốn hại đi, đi kiện đi, thấy đi có vi phạm đi kiện đi. Mà cái vụ le le phạm quốc ca với lợi phạm bộ tổ quốc ghi công nó không dám nói, nó im ve luôn. Ngộ ai mà có tiền là nó im ve, à ai mà có lợi cho nó là nó im, giống như là bị xá bót vậy đó. Đi kiện đi, mắc cỡ quá, mang danh thám tử trong ngành ngành gì hả? Ngành lương lẹo hả? Ngành ăn chặn hả? Hả? Ngành ăn chặn, ngành lợi dụng người nghèo ăn hả? Ngành hại phụ nữ hả gì? Hả ngành gì? Ồ đó con biết tao phạm tội đi kiện đi, lên mạng chu kéo làm gì? Còn mày đặt lấy hình Ni rồi che lợ, mày để mẹ hình Ni đi mày che làm gì? Hình Ni tràn lan trên mạng ai muốn lấy làm thì làm. Chừng nào tự cái tích xanh của Ni đăng lên, tự phay của Ni đăng lên thì nói. Còn ai thì tự nhiên cái giờ bên phe tụi bay ghép hình vô cái tụi bay đổ thừa Ni hả? Cái thằng khùng thái bệnh hoạn chứng khí chứng muộn bên chứng khí vậy hả? Lái bà mặt trời mù giết nó hửi nách với nó bị khùng nó sản đó, hửi nách nó, bà nách bà mặt trời mù chắc nách bà chồng còn một mẫu hành đó, giống như là bị sản hôi quá bị sản đó. Rồi nhà báo thông minh cái nhà thì mấy tụi nó không có tin nha, tất cả nhiều người là cũng hoang mang lắm không tin Ni về. Nó kêu là tại sao Ni về mà không livestream? Ủa mắc mới thì phải livestream, ủa mắc mới thì phải chiều hồi lòng tụi nó, mắc mới thì phải livestream, phải ẩn ẩn hiện hiện như vậy. Lúc trước giờ đi livestream Ni nói hết cái những chuyện sắp tới xảy ra thì tôi nói chuẩn bị hết rồi, tôi nói chuẩn bị tư thế, tôi nói xóa bài, tôi nói chuẩn bị tư thế rồi. Bây giờ Ni phải chơi cái trò ẩn ẩn hiện hiện,
ẩn tẩn hiện hiện bí hiểm bí ẩn như vậy, tụi nó mới run, mới run chứ ni xuất hiện có ai đâu run, ni xuất hiện có ai đâu run, còn tin hay không kinh kệ tụi nó, nhưng mà sự thật ni về là ni đã về, sự thật tụi nó ăn đơn kiện là ăn đơn kiện, còn tin hay không kinh kệ nó, tại vì ni về tụi nó ở tù nên tụi nó sợ, nó không tin là đúng rồi, đúng không? Rất là nhiều người hoang mang là ni về chưa, thật chất ni đã về từ lâu rồi cả nhà. Ni đã bị bắt đúng 3 ngày là thả ra rồi, chứ chưa có, không có vụ mà nhốt như tụi nó nói là nhốt qua nửa tháng là ở tù mười mấy năm, không có đâu. Tại tụi nó sợ Ni nên tụi nó lúc nào cũng mong muốn đi ở tù để tụi nó thoát nạn, để tụi nó thoát nạn, tụi nó ganh an tức ở sân si thua Ni nên tụi nó muốn đi nhốt để tụi nó khỏi thua ai, nhất là bóng bóng bang bang với le le. Đó rồi, nhà báo Song Minh lên tiếng cả nhà. Cách đây mấy hôm Min là nhỏ Song Minh nhà báo Song Minh có nói với mớm Hồng Loan chờ Ni về, năm nay mấy anh em mình lại cùng nhau đi cúng tổ hen. Mớm gật đầu cười, chắc chắn như vậy nè anh trai, và hộ pháp đã đúng hẹn. Đó, nhà báo Song Minh đã nói như vậy có nghĩa là 100% Ni đã về Việt Nam rồi, hộ pháp Ni đã đúng hẹn, là hẹn giỗ tổ là ngày 12, 13, 14, 15 tháng 8 dưới á, là giỗ tổ binh ngành cải lương. Đó thì nhà báo Song Minh nói là đợi Ni về thì bữa nay Ni đã về đúng hẹn. Nhà báo Song Minh khẳng định là hộ pháp đã đúng hẹn, là có nghĩa là Ni đã có mặt tại đây, nhưng mà Ni không có lên live như lúc trước nữa, Ni phải ẩn ẩn hiện hiện như vậy. Tại vì lúc trước cái gì Ni muốn làm Ni nói trên live hết trơn, tụi nó biết, nó chuẩn bị hết trơn rồi, tụi nó Ni muốn kiện gì cái gì luật sư Ngọc kêu là cảnh báo tụi nó, cảnh báo nó biết xóa bài hết rồi, kiện không được. Bây giờ phải ẩn ẩn hiện hiện như vậy, mấy tụi nó mà không rung mà không đái trong quần cũng thua gì cũng thua. Ni mà cái hành tung Ni mà ý bí ẩn vậy, tụi nó không đá trong quần mới sợ. Nó rất là hoang mang, tụi nó rất là hoang mang. Bây giờ hổ thằng nào mà con nào mà dám lên kêu tên là Nguyễn thì Minh Thái nó thua, kêu bà ông nội bà nội, kêu ông nội bà nội, đúng không? Đó rồi, anh Bóng mà nghe cái vụ mà dỗ tổ á, chắc anh Bóng mắc cỡ lắm mà. Tại vì anh Bóng là năm rồi á, nhờ Hồng Loan nhờ Ni đa nổi tiếng nên dỗ tổ khá là nhiều người đến, rất là đông anh em đưa tin, bởi cái kênh YouTube anh Bóng nổi lên từ đó và được rút bạc luôn. Rồi năm nay mà không có Hồng Loan với Ni á, mà trong tình trạng mà bị tẩy chay á, trong tình trạng mà hùa theo ông Bông bỏ hổn để mà chế nhạo quốc ca đó, là thì liệu năm nay anh Bóng có làm dỗ tổ không ta? Mà khỏi làm đi, từ giờ tới đâu có đi hát là cúng tổ còn chi, đâu có đi hát đâu mà cần tổ độ. Tổ độ ông Bông, anh Bóng rồi, tổ bây giờ độ anh Bóng là ở không hửi nách với lại pha sữa, hứa địch lấy tiền rồi, anh Bóng tạo tổ độ rồi, tổ mỏ hổn độ rồi, tổ mỏ hổn độ anh Bóng rồi, pha sữa hứa địch hứa nách rồi lãnh lương, không có làm gì khỏi cúng tổ. Mà có cúng tổ nghĩ là nếu mà anh Bóng mời chắc cũng không ai dám đi nhiều, tại vì anh Bóng là cái hạng xui, hạng nặng đang xui xẻo giống như sao La Hầu vậy đó, sao cái đô đó, mà giờ ai mà bá vô anh Bóng là xui, đang bị tẩy chay mà sát người nào là người đó vẫn xui, y chay nhân ghe nè, nó sát chỗ nào là người đó xui, nó sát chỗ nào đó xui. Hên đài truyền hình rồi tẩy chay nó, ông bà Vĩnh Hưng bá vô nó một cái bị té gãy bắn họng, xong rồi đeo huy hiệu lạ bị phạt 9 tháng không được ca hát đó. Tôi nói ai mà đụng tới ghe là trùng trùng điệp điệp nạn. Bây giờ tới anh Bóng nè, ai mà dám đụng tới anh Bóng không? Nội chị Bông bá vô anh Bóng có thời gian thôi, mà bây giờ te tua tơi tả bị người đời giũa xả, mà bây giờ bị mai mỏ luôn rồi, quả mi ngưng hót luôn rồi, cái mỏ chị Bông bây giờ bị mai luôn rồi, bị cấm live stream rồi, đâu có lên live stream cái nhà đã, đâu có lên live stream đã, bị cấm live stream luôn đã, quả mi ngưng hát luôn. Đó là chị Bông hồi xưa giờ, lúc nào chị Bông cái miệng cũng gian giảng giảng đúng không, mà bây giờ bá vô anh Bóng tự nhiên cái câm ngang luôn, bị mai cái mỏ ra luôn, không dám lú mặt mạng xã hội luôn, là biết nó xui cỡ nào. Rồi bà hàng bán thì nổ một ngày 1 tỷ 3 tỷ chốt đơn, bây giờ sữa mới khai trương dẹp luôn, vừa khai trương dẹp luôn. Tại sao? Tại vì cái ám khí dịch của anh Bóng nó xui đó, nó phài chị Bông, cộng chị Bông bỏ hổ nữa, đòi bỏ mẹ ông anh thùng giác, rồi đòi vũ má tơ quánh lộn, rồi xúc quả mất ca nữa đó, trùng trùng đẹp đẹp á, tai quả tới cũng gì bá vô anh Bóng ra. Bởi ta nói rồi, một cái người mà lừa thầy phản bạn hại em, một cái người mà đủ mưu mô xảo quyệt vì tiền, một cái người mà lúc nào cũng đặt dữ vụ lợi tiền bạc lên hàng đầu, lúc nào cũng toan tính, lúc nào cũng sống nhiều mặt như cục xúc sắc, đúng không cả nhà? Một người mà có thể nói cái này rồi ngày mai có thể nói cái kia, vì tiền chở mặt như chở cái bàn tay luôn, thì liệu ở bên người đó chúng ta có an toàn không, và ở bên người đó chúng ta có phong thủy tốt đẹp không cả nhà? Không bao giờ. Tại cái người đó phong thủy còn phong long rồi,
mất phong lâu mới bị tẩy chay, mất phong lâu mới bị người ta chửi, mất phong lâu sự nghiệp mới đi xuống, mà mình bá cho họ nữa là mình gánh cái xui cho họ, mà cộng nhân bông mà hổng đa xui nữa, thành ra hai cái xui nó nhập vô, nó thành chúa xui luôn, chúa xui cái nhà. Anh Nguyên Vũ nè, nhà báo Song Minh nè, anh Sang là Linh Tý nè, là một đại trượng phu. À anh bấm không bằng ông Lâm Nách của mấy người đó nữa. Ừ. Tại vì anh bấm quá điếm, quá trơ trẽn, quá trơ trẽn, lật mặt như lật bàn tay. Ừ. Thích à thích ể, thích ể xong rồi ăn lại. Anh bấm là vậy đó, thích ể xong ăn lại. À thích phun ra rồi liếm lại. Tại vì những lời nói anh bấm trước nói thì sao? Giờ nói ngược lại thì chẳng khác nào mình ể ra mình ăn lại đúng không nhỉ? Cứ coi nữa. Lúc trước là nói là con duy nhất của ba, dù sao thế dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn bảo vệ tụi em, anh vẫn là anh tụi em. Rồi bây giờ quay qua chửi người ta này kia. Rồi lúc trước thì chửi nghe, đổ hết tội lỗi lên đầu nghe, đổ hết tội lỗi lên đầu nghe. Nào là nghe ăn tiền BH, tự kêu gọi quyên góp, nào là nghe dành nhà dành cửa, nào thế này thế kia. Rồi bây giờ lại quay ngược lại khen nghe là có bản lĩnh, con phong độ, hát hay, con nhà nồi đó. Vậy có phải là anh bóng thích ể xong mà ăn lại không, đúng không? Phải anh bóng thích ể ăn lại không? Đó. Rồi lúc trước á là chửi chị Bông, chửi chị Bông không còn gì luôn, nói xấu chị Bông không còn gì luôn, nói chị Bông là mỏ hổn, đừng chơi với nó này kia, cảnh báo tay yêu thương. Rồi bây giờ quay qua lại chồng vợ xà nẹo xà quần cái chị Bông, lùa gà mỹ dân, gạt những người pha yêu thương mình. Đó, nếu có phải là anh bóng thích ể xong mà ăn lợn với nhà, thích ể ăn lợn không? Đó, ghê chưa cả nhà. À rồi Bông Le Le cũng vậy, Bông Le Le cũng thích ể xong mà ăn lợn luôn, bởi vì hai người có sở thích giống nhau nên kết hợp với nhau là Bông với Bông đó. Lúc trước thì tuyên bố là không bỏ em, lúc bà ngoại mà gia thân thiết cả nhà nhớ không, bà ngoại kêu đừng bỏ em nha con, không bỏ em đâu, thương em suốt đời, thương em nhất luôn á. Tại lúc đó em còn đem lợi nhuận cho chị Bông nên chị Bông thương em nhất luôn, thương em suốt đời luôn. Kết nghĩa chị em nè, giờ cái mày với tao không, giờ tao là mày với tao. Mày con nhỏ vô ơn kia, mày tháo hình ảnh chồng của Cao nha, mày không được để hình ảnh chồng của Cao nha, từ ngày mai là mày xóa hình ảnh chồng của Cao nha, mày bảo kìa. Cái cậu ông nghe ông xóa chân, ông xóa chẳng những ông xóa xong, ông giật cái ghế cho anh bóng té cắm đầu cắm cổ, cái ghế chuông vàng đó, té cắm đầu luôn. Đó, lúc trước thì gì nào kết nghĩa chị em cho 10% lợi nhuận, nào làm binh bất chấp, giờ cái mất gì sinh nhật nó. Già rồi, có cháu ngoại rồi, không lo làm ăn, sinh nhật hoài. Ủa ngộ vậy, có 38 tuổi mà già không được sinh nhật hả? Vậy là ai 38 tuổi là không được sinh nhật hả? Vậy mà mốt tôi thấy con Bông Le Le mà sinh nhật là tôi mạng với tôi. Nà, đúng không Le Le? Để mốt tao thấy mày sinh nhật là tôi mạng với tao. Tại mày lớn hơn, lớn Hồng Đơn. Nó sinh năm 79, Hồng Đơn nó sinh năm 78, nó lớn Hồng Đơn 9 tuổi. Mà nó nói Hồng Đơn á, già rồi không lo làm ăn, mà sinh nhật hoài, có cháu ngoại sinh nhật. Ủa? Có cái nguyên tắc nào mà có cháu ngoại giờ không được sinh nhật không hả? Mà Hồng Loan bao nhiêu tuổi, nó bao nhiêu tuổi mà nó chửi Hồng Loan già rồi. Nó chửi Hồng Loan già rồi, mắc gì sinh nhật hoài. Thì mốt tao thấy mày sinh nhật thì tôi mạng mày tao nha, con bông Le Le. À những người mà đến nhau vì lợi nhuận á nha, thì khi lợi nhuận không còn nữa thì họ sẽ trở mặt thôi, sẽ lời bản chất thật thôi. Còn những người đến nhau vì tình cảm, dù lợi nhuận hay không lợi nhuận thì vốn nghĩa như vậy, là nó như vậy. Tại họ gì đến với nhau không cần vụ lợi, không cần tiền, thì khi tiền bạc xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng tới họ. Còn một người mà đến với nhau vì lợi nhuận, đến với nhau vì tính toán, khi lợi nhuận không còn, khi sự toan tính không được đạt với ý của họ, thì họ sẽ lộ nguyên bản chất của họ. Đó, là như vậy đó, đời nó như vậy. Bởi thường thường ta nói câu là ngựa hay nó chạy đường dài, phải có đường dài, có những vấp ngã thì mới biết con người đó có thật lòng với mình hay không, có thật tâm đến với mình hay không, hay là đến với nhau vì vụ gì. Đó, là nó như vậy cả nhà. Ngay từ từ, tại sao cái drama này cậu ổng khiến cho kéo dài? Tại kéo dài để lời nhiều bản chất, những con người cần lời, những bản chất con người cần được mọi người biết, để sau này mọi người càng tránh xa. Chứ drama này kết thúc nhanh gọn lẹ thì những kẻ núp lùm, mang danh là quyền huynh thuế phụ, mang danh là nghệ sĩ ưu tú, mang danh là hoa hậu, ẩn mình trong cái những người tử tế, nhưng mà thật chất họ rất là sống rất là mất nết, sống mất nết. Nên cái drama này kéo dài để lộ bản chất những cái con người đó ra, để sau này mọi người biết mà tránh xa những con người này. Những con người này sau cái drama này chả chơi được với ai cả nhà. Rồi nói tới cô Tiên đi. Rồi bây giờ cô Tiên hỏi con Ve, bây giờ chọn bóng hay chọn cô Tiên? Đó, cô Tiên bây giờ quê rồi, cô Tiên quê rồi, bảo vệ con Ve cho cố vô. Và bây giờ con Ve xài vào lòng anh bóng,
tại vì con ve mắt khác rồi, mắt khác giống như mắt ể vậy đó, đã mắt dữ lắm giờ chịu hết nổi rồi, rồi tới là tới nơi luôn rồi đã. Nên bây giờ chọn anh Bóng, chọn anh Bóng thì cô Tiên quê, mà cô Tiên là cái cô nắm giữ nhiều bí mật, cắt ghép ghi âm và nhiều bí mật. Bí mật mà cậu nói về Hồng Loan, Hồng Loan chính là con của cậu cho cô Tiên nghe. Nhưng mà vì lợi nhuận, vì tiền, vì bạc mà cô Tiên bẻ cong sự thật, cô Tiên hại Hồng Loan, cắt ghép để hại người ta, đó, đánh cháo khái niệm. Thì bây giờ con ve đã chọn anh Bóng rồi, cô Tiên thấy quê không? Tôi nhớ lúc trước khán giả nhắc cái Út là cô Tiên nói ve xong, trong câu chuyện này nhà con phải nhìn nhên, con phải nhìn nhên nhà con mới thắng, con phải giống cô, con phải nhìn nhên, con phải nhìn như con quỷ gì đó, con mới thắng được. Phải lì lên, lúc nào cũng ủng hộ ve, lúc nào cũng bảo vệ ve, mà cuối cùng ve lại xà vào lòng anh Bóng, bỏ cô Tiên. Cô Tiên hâm sẽ khai tất cả luôn, đã khai cô Tiên, tôi ủng hộ cô Tiên, cái gì chứ là tôi ủng hộ chuyện này, tôi ủng hộ cô Tiên, khai hết đi, khai tất tần tật đi, khai hết đi, khai ra hết đi. Thánh thần ôi trời ơi, đó bây giờ xài làm anh Bóng, tại vì Bóng với Bông có tiền mà ve giờ muốn hát. Anh Bóng bây giờ anh Bóng ngon á, anh khen ve nhà nồi đúng không, anh bỏ khoảng 1 tỷ ra đi, anh mở cái live show lớn thật lớn, anh bán vé tại Trống Đồng nữa coi. Rồi anh bán vé thôi, thử coi có ai đi, có ai mua đi không, hay là fan của con ve với lại fan đàn bò của anh có mặt thôi, còn tất cả mọi người không có mặt. Làm đi, mình khen con ve nhà nồi, khen bản lĩnh, khen hát hay, thì mình mở ra đi, mình mở một cái live show khoảng 1 tuổi đi, mở tại Trống Đồng đó, rồi mình bán vé thử coi mình bán được hay không, là biết bản lĩnh được à. Đừng có lên mà lắp clip. Hồng Loan chưa bao giờ tự nhận mình là ca sĩ, Hồng Loan chỉ nhận mình là con gái của nghệ sĩ Vũ Linh thôi, chưa bao giờ nhận mình là nghệ sĩ Hồng Loan, bây giờ không bao giờ. Nó chỉ cần hát để vui, hát để bù đắp những tháng ngày buồn bã, hát để tri ân khán giả, hát để mà phục vụ những người yêu mến mình, chứ không cần đi hát để kiếm tiền ăn, làm kinh tế giàu gấp tỷ lần đi hát nữa. Đi hát mà giàu người ta đi hát hết rồi, mà nếu mà đi hát giàu là anh Bóng giàu rồi, chứ anh Bóng giờ không mắc nợ đâu. Nếu mà đi hát giàu hiện ve đâu giành giật nhà ta, đâu có lợi dụng đám tang ăn, tại nó giàu rồi đúng không, đó bằng chứng là đi hát đâu có giàu. Những người mà nghệ sĩ có tâm có đức á thì đi hát giàu, còn những người nghệ sĩ mà vô tâm vô đức á, vô thiên vô pháp thì cuối đời thì vậy thôi, cuối đời nó vậy thôi đúng không phải nhà. Đó thì giờ kêu chị Bông bỏ bạc tỷ đi, mở live show đi à. Vậy nãy dì Nụ mới đăng lên cả nhà, Hồng Ni bé xíu đã trở lại Việt Nam rồi và sẽ lợi hại hơn xưa, chuẩn bị phong bì bay về miền Trung Hậu Giang cả nhà ơi. Đã bay về miền Trung là bay ra nhà ai ta, bay ra nhà con Kim Chỉ Chán Dồ, cái con mà nhảy dựng lên đó. Nói chuyện mà nhảy dựng giống như là bệnh phong xù hay là mắc phong long gì á. Đàn bà con gái mà đâu là nói chuyện người ta nhảy dựng làm gì vậy, ngồi yên không được hả, bị bệnh tiền sử phong xù hả, tiền sử bệnh phong xù cái gì hả, làm cái dừng vậy hả, chỉ gì, làm gì, sợ Kim Đường Chỉ ở tù á chứ sợ gì. Bay về Hậu Giang tiếp ha, có hổm bay về Hậu Giang mấy lá đơn rồi và bay tiếp chắc đi quá, chiếc chuyến này thám tử đi quá, đợi chị Hằng về cộng 24 lá đơn nữa chắc đi ra đảo, không ra ngoài mà cái đảo mà mãi chứ không phải đảo Việt Nam nữa, đảo đâu bên mà thế giới chứ không phải đảo Việt Nam nữa đúng không, chắc kỳ này thám tử đi lâu quá thám tử đúng không. Hỏi mà 2 lá đơn rồi, bữa nay đơn thì thêm bà Hằng về nữa, giờ có con Tráng Dồ mà Nha Trang nữa, nó giọng đơn một cái nữa, nó đưa hình ảnh đi bị chụp hết rồi, bị Lương Sư Ngọc chụp hết rồi, lưu được hết rồi, xóa đường nào. Anh Hùng mà, anh Hùng nhảy dựng chị Đại mà, chị Đại Nha Trang mà nhảy dựng mà xóa chi vậy hả, thêm bà Mặt Trời Mù nữa, thêm Trang Khách Sạn nữa, xóa sạch. Anh Hùng Rơm hả, anh Hùng Giấy hả, anh Hùng Giải hả, anh Hùng gì vậy hả, anh Hùng Chạy hả, hả khi mà Bông gặp nạn á im hết, còn khi mà thoát nạn cái nhảy ăn mừng gì vậy cho cái kẻ mà rụt đầu như rùa hả, rụt cái đầu như con rùa, thấy người ta mắc nạn bỏ mất tiêu à, khi người ta hết nạn cái nhảy ăn mừng gì vậy, có xứng đáng để ăn mừng không đúng không cả nhà. Mắc cỡ gì đâu, đã chính thức đi 100% đi về Việt Nam, nhưng mà bây giờ đi không có xuất hiện nhiều như lúc trước nữa, mà đi âm thầm lặng lẽ chơi pháp lý, lúc trước là chơi tình cảm đúng không, lúc trước là chơi tình cảm, nhưng mà lúc này chơi pháp lý, chơi trò mèo dờn chuột, chơi cái trò mà gì đuổi bắt bóng đó, để tụi nó sợ, lo sợ nơm nớp, tuy là miệng này nói đi chưa về nhưng mà thật chất bên trong tụi nó rất là sợ, rất là sợ luôn cả nhà, tin nút đi,
đó, đây là tin chính xác nha, Ni về 100%, đừng có ai hoang mang à, tụi nó nói gì kệ bà đó. Còn anh gì ở Bình Dương á, làm ơn kiếm tấm chiếu đi, đi lại Ni, lại Ni, lại sao để chiếu đáp bên mình luôn, đó. Còn anh gì mà luật sư Nhân gì đó, đó, lên chu đi, lên chu đi, tôi không thấy anh có sự kiện nữa, luật sư gì mà tôi không thấy anh đi dự sự kiện, mà tối ngày anh lẻo đẻo, theo mấy đứa mà ngoài Nha Trang chán vô không à, à luật sư gì ngộ vậy, luật sư ngộ chạy show không hết, đi sự kiện không hết. Còn những luật sư trong cái drama này nó ngộ lắm, nó ngộ nó lạ lắm, nó lạ hơn người ta.